Thưa quý vị và các bạn, làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang không chỉ nổi danh là vùng đất hiếu học khoa bảng của cả nước, mà còn là quê hương của những nhà cách mạng xuất sắc. Một điều đặc biệt là tại Đại hội 2 của Đảng tháng 2 năm 1951, tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, trong số 158 đại biểu chính thức về dự đại hội, thì làng Xuân Cầu vinh dự có tới 5 người con ưu tú là đại biểu tham dự. Đó là các đảng viên Lê Văn Lương, tức Nguyễn Công Miều, Lê Giản, tên thật là Tô Dĩ, Tô Quang Đầu, Tô Duy, Trần Bình. Sinh ra và lớn lên trên quê hương của nhiều nhà cách mạng tiền bối như Tô Hiệu, Tô Trấn, cùng truyền thống địa phương ít nhiều đã ảnh hưởng đến nhân cách của những người con ưu tú. Cả năm đồng chí đều giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng từ rất sớm. Cụ Lê Văn Lương, lớp cộng sản đầu tiên, ông đã bị tù ở Côn Đảo. Sau khi cách mạng thành công, ông về công tác ở Trung ương. Khi cải cách ruộng đất năm 56 thì ông là trưởng ban tổ chức Trung ương. Đấy. Trước khi bị hưu thì ông ấy là bí thư thành ủy Hà Nội đấy. Ông Lê Giản, Lê Giản tức là Tô Dĩ, gốc họ Tô. Người bộ trưởng công an đầu tiên, lúc ấy đã gọi là giám đốc Nga công an. Chứ không nói bộ công an, là ông có công phá vụ án Ôn Như Hầu mà triệt phá cái trụ sở của quân đảng. Ông Trần Bình tức là Nguyễn Thừa, bí thư Việt Minh huyện Văn Giang, và ông mới có công thứ nhất là thành lập cái chi bộ đầu tiên của Văn Giang, và 15 tháng 12 ông về đây thành lập một chi bộ Xuân Cầu này. Nhưng mà ông Lê Duy lúc là cháu cụ Tô Hiệu đây đấy, mà ông Duy cũng có cái công thì ông là cán bộ Việt Minh được cử về đây là dẫn tự vệ là Xuân Cầu này đi cướp ở Văn Giang. Trước khi ông mất thì ông cũng làm bộ trưởng chủ nhiệm với Văn Giang nước và chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương. Đại biểu tiếp theo là đồng chí Tô Quang Đầu, là em họ của đồng chí Tô Trấn và Tô Hiệu, cùng Tô Trấn tham gia hoạt động trong Việt Nam Quốc dân Đảng. Năm 1939, đồng chí bị bắt, bị giam cầm tại các nhà tù ở Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La, nhưng vẫn giữ vững khí tiết của người chiến sĩ cách mạng. Đại hội lần thứ 2 của Đảng là một sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu bước trưởng thành mới về tư tưởng, đường lối chính trị của Đảng. Đại hội đang nghiên cứu và thảo luận báo cáo chính trị, nêu lên những nhiệm vụ chính trong giai đoạn trước mắt, quyết định đưa Đảng ra công khai hoạt động sau 5 năm rút vào bí mật với tên gọi là Đảng Lao động Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ đưa kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. Tại đại hội, đồng chí Lê Văn Lương được bầu vào Ban chấp hành Trung ương và là Ủy viên Dự khuyết Bộ Chính trị. Sau đại hội, đồng chí Lê Giản là người đứng đầu ngành công an Việt Nam từ năm 1946 đến năm 1952, được Đảng, Nhà nước cử giữ chức Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng chí Tô Quang Đầu được Đảng và Nhà nước phân công là Thứ trưởng Bộ Nội vụ, là đại biểu Quốc hội khóa 3 tại tỉnh Hưng Yên. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, thì trong những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Trụ luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế. Năm 2020 thì xã cũng được cấp trên công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Về Xuân Cầu hôm nay, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, chúng ta không khỏi ngạc nhiên về một miền quê đổi mới từng ngày. Trong nhiều năm liền, Nghĩa Trụ được tỉnh ủy công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh, được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, với những gì mà ngôi làng cổ hàng nghìn năm tuổi này đã và đang đóng góp cho đất nước, khiến cho người ta vô cùng khâm phục. Và có lẽ câu chuyện về ngôi làng nhỏ bé mà có tới 5 đại biểu tham dự đại hội đảng toàn quốc sẽ luôn được nhắc tới như một niềm tự hào đầy kiêu hãnh của một vùng quê giàu truyền thống cách mạng.